cái nhân vật Zoro này trong cái bộ truyện anime One Piece thì chúng ta có tới 3 cái thanh kiếm ha. Mà hơi buồn là bên Binbin mình chỉ về được 2 thanh thôi, thanh còn lại thì bên Binbin mình nhập không có được nha các bạn. Đó. Ai? Người nào? Nhân vật nào nói Binbin không về hàng được thanh Emma của Zoro đâu? Ê! Mà như là mình nói các bạn ơi. Ok, không giận nữa. Thì mình xin báo với các bạn một tin vui. Đó chính là Winby mình vừa về được cái thanh Emma của Zoro trong anime One Piece mà Victor họ connect, họ làm nên đó ha. Và hôm nay mình sẽ review về cái thanh bảo kiếm còn lại này. Mời các bạn cùng vào video nha. Thì đợt về hàng vật One Piece này á, thì bên Winby mình có về được thêm cái chiếc túi sách để bọc cái chiếc hộp vật, cái set vật ở bên trong nha các bạn. Đó, chiếc túi của chúng ta nhìn khá là xịn luôn nha. Đó, phía trước thì có logo Victor nè, phía sau thì chúng ta có logo One Piece các bạn ha, rất là đẹp luôn. Xách chiếc túi này lên sân phát là mọi ánh mắt đều nhất nhìn luôn nha các bạn. Thì cái thanh bảo kiếm Enma này á là cái cây vật thiên hướng về tấn công trong cả ba cái sản phẩm vật Victor họ connect với One Piece luôn, nên chính vì vậy cái cây này á rất là cháy hàng, rất là nhiều người chơi săn đấu luôn. Lên các bạn thấy là cái đợt về hàng trước á là Binbin mình không có về hàng được luôn ha. Đó, nên cái cây này đảm bảo sẽ là cực kỳ siêu phẩm và sẽ là một cái thanh bảo kiếm luôn nha các bạn. Quá đẹp các bạn ơi. Thì tạo hình chiếc hộp bên ngoài chúng ta mình thấy là nó có tạo hình giống y khuôn so với hai cái chiếc hộp trước đó. Nhưng mà đặc biệt á là cái nhân vật Zoro chúng ta đã có đổi mới nè. Thì cái nhân vật Zoro này cầm kiếm và chuẩn bị lao tới tấn công các bạn ha. Cái tạo hình này mình thấy là nó chiến nhất trong cả ba chiếc hộp luôn. Và đặc biệt ở phía bên hông cây vật chúng ta thì nó cũng có thêm một cái tạo hình khác để người chơi dễ dàng nhận biết cái thanh Enma, đó chính là cái tạo hình ba sọc hai bên và chính giữa là cái bông hoa anh đào. Rất là nổi bật luôn, đẹp thật sự các bạn ơi. Và bây giờ sẽ là công đoạn quan trọng nhất, đó chính là mình unbox cái thanh Enma này ra nha. Đây, rồi, cho Zoro qua đây đứng. Và đây là thanh bảo kiếm bên trong của chúng ta. Tổng thể bên trong chiếc hộp chúng ta mình thấy là nó y chang như hai cái hộp cũ, là nó sẽ có một cây vợt đó, và bên dưới là sẽ là có một chiếc túi vải dù. Và bên trong chúng ta sẽ có một cái tem, một cái phiếu các bạn, như là cái phiếu đi đào kho báu ha. Và tạo hình tổng thể bên trong cái chiếc hộp và cũng như cây vật chúng ta mình thấy là có màu tím là chủ đạo các bạn. Thanh Enma là cái thanh vật màu tím ha. Và bây giờ mình sẽ lấy cái nhân vật chính của chúng ta ra nha các bạn. Thì mình thấy là tổng thể màu sắc cây vật chúng ta là có màu đen, phối tím là chủ đạo. Cái màu sắc đặc trưng của cây vật Enma ha. Và các họa tiết màu vàng chạy dài khắp cái mặt vật. Và ở phía dưới phần thân vật là cái phần phối màu tím nè. Thì mình thấy ở đây là cũng có hai cái phần logo ba sọc hai bên và chính giữa sẽ là cái bông hoa anh đào các bạn ha. Thì chỗ phía dưới chụp mũ vật thì sẽ có là cái chữ One Piece kèm ở dưới là Zoro. Đây, rất là đẹp luôn. Và trước khi đi vào review sâu cái thanh Enma này á thì mình sẽ review về cái hộp bên trong, những cái món đồ bên trong còn lại các bạn ha. Đây, chúng ta có một cái tim, ngoài cái cây vật chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái chiếc túi bằng dù các bạn. Cũng như hai cái sản phẩm khác á, là khi mà lấy bạn lấy cái chiếc túi dù ra thì á, cái tạo hình nhân vật Zoro nó có một cái tạo hình khác nữa nè. Thì với cái cây Enma là cái cây màu tím với màu đen thì tạo hình nhân vật Zoro của chúng ta cũng là màu tím với màu đen nè. Này là chăn một tím luôn các bạn. Đó, ngầu không? Rất là ngầu luôn ha. Kiểu như này là đi ám sát trong đêm các bạn ha. Rất là đẹp luôn. Đây, chiếc túi được may bằng vải dù. Các bạn có thể thấy là mình sờ nghe sọc 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 nè. Thì cái chiếc túi này khi mà các bạn bỏ cây vợt vào và các bạn đem đi ngoài mưa thì nó sẽ không bị ướt các bạn nha. Để mình lấy cây vợt mình bỏ mình đeo thử cho các bạn xem coi khi mà lên vai nó có đẹp không ha. Cho thanh Enma vào túi. Rồi, chúng ta sẽ có một cái đồ rút lại. Lên vai các bạn. Đây. Đó. Dạ một vòng ha. Khá là đẹp luôn. Rất là ngầu á, đi hoàng sa các bạn nhìn vậy nè, nhìn phát là biết chiến binh liền. Rất là đẹp. Ok, và trở lại với nhân vật chính của chúng ta. Theo thông tin mình tìm hiểu á, thì tổng thể cây vợt Enma này á, Victor Enma này nó được thiết kế là dựa trên cái dòng Thruster của nhà Victor, là một cái dòng vợt thiên hẳn về tấn công nha các bạn nha. Sẽ hỗ trợ người chơi có được những cái pha đập cầu uy lực nhất trên sân đấu luôn. Đó, nó được minh chứng qua cái bề mặt khung của chúng ta được là thiết kế theo dạng khung chi formation, là cái khung là chỉ được hầu như là được tích hợp trên các cái mẫu vật cầu lông Victor mà Thruster, cái dòng Thruster nha các bạn ha. Thì cái khung này á là nó được tích hợp bốn cái khung này với nhau. Đầu tiên là cái phần dưới cùng chúng ta sẽ được tích hợp cái khung hợp nè, xích lên một chiếu xíu sẽ là tích hợp cái khung aerodynamic, chính giữa sẽ là vát mỏng sẽ là cái khung aero, và cuối cùng ở trên cái phần cao nhất sẽ là cái khung dimension các bạn. Cái khung tổng hợp này á
nó sẽ hỗ trợ cho người chơi có được những cái pha đập cầu uy lực. Và ngoài ra khi mà đánh ở các cái pha phản tạc phòng thủ á, thì cái khung này cũng đáp ứng rất tốt luôn nha các bạn. Và về phần đũa vợt thì ở đây mình thấy cái đũa này là cái đũa khá mỏng các bạn. Cái đũa này là 6.6mm ha, là ngang với 88mm của Yonex luôn. Thì theo thông tin mình tìm hiểu ở trên cái trang Victor thì cái phần carbon ở đũa của cây Enma này á, nó được tích hợp thêm một cái loại carbon gọi là Nano Fortify FR. Đó, thì cái carbon này á, nó sẽ tăng cường được cái độ đàn hồi và tăng cường được cái độ bền cho cái phần đũa các bạn ha. Và cuối cùng là về thông số thì mình thấy cái vợt chúng ta ở đây có thông số là trọng lượng là 4U nha các bạn. Chu vi cán vợt là G5 và sức căng tối đa cây vợt này có thể chịu được là khá là cao. 31 là bét, 4kg nha các bạn nha. Cho thấy được cái độ cứng cáp của cây vợt này. Lỡ mà chúng ta mình nghĩ là cạch cầu hoặc là cạch vợt nhẹ thì đảm bảo cũng không xi nhê gì đâu. À thì cái cây vợt này nó không có show ra cái độ cứng đũa với cái điểm cân bằng nha các bạn. Thì bạn biết rồi đó, cái thanh Enma là cái thanh bảo kiếm tấn công của Yoro luôn. Nên chính vì vậy cái cây vợt Victor Enma này mình nghĩ là sẽ có điểm nặng đầu cũng khá cao, mình nghĩ là khoảng 300 trở lên á, bởi vì nó là một cái cây vợt thiên hướng tấn công nha. Ok, và để minh chứng cái điều này thì mời các bạn cùng theo chân mình đi đo bằng máy đo chuyên dụng xem coi thông số của cây Enma này là bao nhiêu nha. 85.6g các bạn ha, có nặng hơn cái thông số 4U của nhà sản xuất đưa ra. Về điểm cân bằng ở đây mình đo được bất ngờ quá các bạn ơi, chỉ có 286mm thôi, khá là thấp luôn ha, thậm chí là nhẹ đầu luôn. Đây, 83.8kg trên 1cm vuông, 8.578 là cái độ cứng đũa của cây Enma nha các bạn, nằm ở mức cứng trung bình thôi. Rồi, sau phần đo thông số thì mình sẽ cho các bạn một số cái nhận định như sau. Đầu tiên á, là mình thấy là cái cây vợt Enma của chúng ta là một cái cây vợt rất là dễ đánh luôn. Phải nói là dễ đánh nhất trong cả 3 phiên bản bảo kiếm của Yoro nha các bạn nha. Hả? Thì cái cây vợt này á, mình nghĩ là nó sẽ thiên hướng về cái lối đánh toàn diện nhiều hơn, chứ không phải là tấn công các bạn. Bây giờ các bạn thấy là cái điểm cân bằng của chúng ta khá là thấp, có 280 mấy thôi, nhưng mà bù lại với cái thiết kế khung chi formation đặc trưng của cái dòng Thatcher chuyên về tấn công á, thì mình nghĩ là cái cây này sẽ cho cái lối đánh toàn diện. Công thì công mình nghĩ là đập cái cây này không có cấm đâu, bởi vì điểm cân bằng của nó khá là thấp, nhưng mà bù lại đánh phản tạc rồi thì mình nghĩ sẽ cũng ngon, rất là ngon. Cũng ngon thôi nha. Rồi, và về yêu cầu trình độ chơi á, thì mình nghĩ là cái cây Enma này sẽ phù hợp với đa số mọi người chơi luôn. Trình độ chỉ cần yêu cầu trình trung bình yếu là có thể đánh được cây này rồi. Cây này không quá khó đánh. Độ cứng đũa thì cũng là cứng trung bình thôi nha các bạn nha. Khoảng chơi cầu khoảng chơi 1 năm là có thể, nếu mà yêu thích cây vật này, mua về là có thể đánh ngon luôn các bạn ơi. Ok, và tổng kết lại thì cái thanh bảo kiếm Enma này mình thấy là rất là đẹp, rất là đáng để sở hữu luôn. Nếu mà long thủ nào á, chúng ta yêu thích anime One Piece nè, cùng với đó là yêu thích thương hiệu Victor nữa, thì không thể nào bỏ lỡ được cái cây vợt này các bạn nha. Rất là đáng để thêm vào cái bộ sưu tập của chúng ta luôn. Và giá hiện tại của cái cây vợt Victor Enma này ở trên shop One Piece là 4.1 triệu nha các bạn. 4.1 triệu cho nguyên cái set của chúng ta luôn. Vừa có cây vợt nè, có cái túi dù đựng vợt nè, có cái tem One Piece, và bên trong nữa thì cái cây này các bạn có thể đặt ở tủ các bạn chân, vô cùng đẹp luôn, không thể nào bỏ lỡ nha. Ok, và đó cũng là bài review, bài chia sẻ của mình về cái cây Victor Enma này. Nếu bạn nào thấy hay thì nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bye bye.